Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và hôm nay thì mình cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tại vì là mình mới nhận được cái thông tin của YouTube là dạo gần đây thì những cái video của mình rất là được sự chào đón cũng như là cái lượt xem tăng khá là mạnh trên kênh của mình. Thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bên cạnh đó thì khi mà các bạn xem video thì cũng để lại cho mình nhiều câu hỏi trong cái phần bình luận bên dưới. Nhưng mà tại vì cũng nhiều câu quá nên là mình không thể trả lời từng cái một được, nên hôm nay mình sẽ làm cái video này để mà trả lời tất cả những cái comment của các bạn lẫn ở trong inbox và lẫn ở trong những cái comment bên dưới các video luôn ha. Ok, bây giờ thì bắt đầu nha. Và các bạn xem video thì hãy đăng ký ủng hộ mình, đăng ký kênh của mình nha, để cho nói chung là ủng hộ tinh thần của mình cho nó vui vẻ lên, rồi mình sẽ làm có động lực làm thêm nhiều video phục vụ cho các bạn hơn nữa ha. Cái video đầu tiên á mà mình muốn nói tới đó là cái video mà sinh viên năm nhất nên chuẩn chỉ còn đem 15 thứ này thôi sẽ đi học, đúng không? Thì cái video này á, dạo còn bạn quan tâm thì có một bạn Trang Trần là bạn hỏi mình là làm thế nào để tìm được bạn tốt ở cùng phòng chị ạ? Mà tìm được bạn rồi đăng ký ở chung được không ạ? Ok em, chị cảm ơn Trang Trần. Em cái vế thứ hai trước ha, là em có thể tìm bạn, những người bạn thân đồ đó em rủ, em có thể đăng ký ở chung một phòng được. Và cái ý đầu tiên của em là làm thế nào để tìm được bạn tốt ở cùng phòng á chị? Thì chị sẽ trả lời cái ý này như sau. Ở đây thì em có thể, nếu như mà em cảm thấy khi mà em chuyển lên đại học sống, em ở ký túc xá đó, em chưa quen được nhiều bạn mới, thì em có thể là một là em rủ những cái bạn cũ của em, những cái bạn mà em đã thân rồi á, ví dụ như là bạn cấp 3 nào học chung lớp, hay là những cái bạn thân trước giờ của em á, thì tụi em có thể là rủ nhau và đăng ký ở chung một phòng chung với nhau ha. Hoặc là một cách nữa là em có thể rủ những cái bạn mà học chung lớp đại học với mình đó, thì có thể ở chung. Nhưng mà theo chị nhớ là hình như là em phải đăng ký ở ký túc xá trước khi nhập học thì phải, cho nên là cái việc mà em rủ những cái bạn học chung lớp đại học của mình nó cũng hơi khó, tại vì là mình chưa đi học mà, thì biết ai học chung đâu mà rủ, đúng không? Nên là nếu mà em muốn tìm bạn ở chung thì chị nghĩ là bạn cấp 3 sẽ là ok nhất. Rồi tiếp theo cũng trong cái video đó luôn thì có bạn Nguyễn Thúy có hỏi chị là chị ơi cho em hỏi ký túc xá có được nấu ăn không ạ? Thì chị trả lời luôn với em là ở trong ký túc xá thì mình sẽ không được nấu ăn em nha, để đề phòng những cái trường hợp là cháy nổ hay gì. Vì á, khi mà em ở ký túc xá, thứ nhất là mình còn nhỏ nè, em nấu ăn á thì chúng ta sẽ không có kỹ lưỡng về cái vấn đề về điện, về lửa ha, thì nó sẽ dẫn đến những cái sự cố không mong muốn. Với lại là ở ký túc xá thì từng phòng nó sẽ ở kế nhau như vậy, và trong một tòa nhà như vậy sẽ có rất là nhiều phòng với rất là nhiều tầng ha. Ví dụ như những cái ký túc xá ở làng đại học đi, thì có những khu sẽ là 5 tầng, 4 tầng, nhưng mà có những khu mở rộng đó sẽ lên tới tầng tầng rất là cao, tầng mười mấy cũng có ha. Nên là về cái vấn đề ở tập thể như thế này thì rất là hạn chế trong cái vấn đề mà cho nấu ăn trong từng phòng á, bởi vì rất là sợ nếu như có sự cố gì đó xảy ra thì cái trách nhiệm sẽ thuộc về ai, đúng không? Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là tinh thần của các em nữa. Nên là chúng ta không có được nấu ăn trong ký túc xá nha. Hồi kể chị kể cho tụi em nghe, hồi xưa trong phòng của chị á thì cũng ở trong phòng thì không được nấu ăn, đúng không? Nhưng mà nếu mà ở lâu quá, mình ăn cơm tiệm ở ngoài nhiều quá thì rất là ngán, với lại là nó sẽ không có dinh dưỡng bằng mình tự nấu nữa. Như các em biết là ăn ở ngoài rất là dầu mỡ nè, cho nên là phòng chị quyết định là sẽ nấu lén. Nên là tụi chị mua hẳn một cái nồi cơm điện luôn, và trong nồi cơm điện đó là sẽ nấu cơm nè, rồi nói chung là nấu tất cả các món khác đều bằng nồi cơm điện hết. Nhưng mà cái gì rồi cũng bị bể thôi các em, mà rốt cuộc là cũng bị tịch thu luôn. Nên là chị cũng nói trước ha, là chúng ta đừng nấu, nói chung là đừng nấu ăn trong ký túc xá nha. Chúng ta nếu mà lựa chọn ký túc xá để ở á, thì các bạn có thể chịu khó đi ăn ở ngoài để đảm bảo được cái gọi là cái sự an toàn cho mình và các bạn khác ở chung nữa. Cái comment tiếp theo á, là ở ký túc xá của bạn Hùng Huỳnh. Bạn hỏi là ở ký túc xá thì có được làm thêm ở ngoài được không ạ? Em cảm ơn ạ. Rồi bạn này rất là lịch sự dễ thương ha. Chị cũng cảm ơn bạn Hùng Huỳnh nha, để chị trả lời cho em ha. Thì ở ký túc xá em muốn đi làm thêm hay là không muốn thì tùy ở bản thân mình thôi ha. Cho nên ở ký túc xá vẫn được đi làm thêm. Nhưng mà như thế này nè Hùng ơi, tại vì trong nhiều ký túc xá, giống như hồi xưa chị ở ký túc xá ở dưới khu A, mà nói chung ký túc xá nào cũng vậy trơn á, cũng sẽ có những cái khung giờ giới nghiêm. Tức là buổi sáng em sẽ
được ra ngoài vào lúc mấy giờ, và chiều tối á, ký túc xá sẽ đóng cửa lại vào lúc mấy giờ. Nên là nếu mà em có đi làm thêm á, thì em phải tranh thủ sắp xếp cái thời gian của mình. Ví dụ như 11 giờ ký túc xá của em đóng cửa đi, thì em phải tranh thủ, ví dụ em đi làm xa hay gì đó, thì khoảng 10 giờ, 10 giờ rưỡi là em phải bắt đầu đi về dần rồi, để không có bị mà quá giờ vào ký túc xá thì mình sẽ không được quay trở lại ký túc xá ha. Nói chung là về cái vấn đề đi làm thêm ở ngoài thì vẫn ok, nhưng mà em phải đảm bảo về cái thời gian để mà em có thể ra vào ký túc xá được ổn định. Ok, bây giờ chị sẽ qua cái comment tiếp theo của bạn Danh Huỳnh nha. Bạn Danh Huỳnh có comment vào trong video Đại học Sư phạm, review Đại học Sư phạm của mình, nói là em mình năm nay là 2K2, em mình cũng chưa tìm hiểu thực tế các trường nhiều nên nhờ những clip của bạn thật sự rất bổ ích. Cảm ơn bạn nhiều. Rồi ok, mình cảm ơn bạn Danh Huỳnh rất là nhiều nha. Và chúc cho em của Danh Huỳnh sẽ đậu vào một cái trường đại học mà em của bạn yêu thích ha, và mong đợi. Rồi ok, cảm ơn Danh Huỳnh rất là nhiều nha. Tiếp theo là comment của bạn Bình Trương. Bạn hỏi mình là chị ơi, chỗ nhà xe ký túc xá có ổ điện để sạc xe điện không ạ? Rồi, cái này chị cảm ơn Bình Trương đã đặt câu hỏi cho chị nha. Thì chị sẽ trả lời em như vậy. Nhà xe trong ký túc xá thì thường chị thấy là một là xe đạp nè, hai là xe máy. Nên là chứ chị ít thấy xe điện lắm, nhưng mà hình như là cũng không có ổ điện để mà sạc điện đâu. Nên là em xem xét lại về cái vấn đề này ha. Có thể là em sử dụng xe đạp nè, hoặc là có thể sử dụng xe máy. Chứ nếu mà xe điện thì cũng hơi khó, bởi vì thứ nhất là không có ổ điện để cắm nè, thứ hai là em sạc điện thì cái phần điện đó sẽ đi đâu, đúng không? Phần điện đó sẽ là do ai chi trả nó. Nên là thường các nhà xe trong ký túc xá hình như là không có ổ điện đâu nha. Rồi, cảm ơn Bình Trương ha. Rồi, Bình Trương tiếp tục comment là chị ơi, review về đại học kinh tế luật nữa đi chị, em đợi chị, hi hi. Rồi, ok em, về cái vấn đề review trường đại học kinh tế luật thì chị cũng có suy nghĩ rồi, nhưng mà để cái khoảng thời gian nào mà chị rảnh rỗi tí xíu ha, chị sẽ review cho tụi em tiếp những cái trường đại học khác nữa. Có rất là nhiều comment các bạn hỏi mình là về những cái xét tuyển nguyện vọng 1, về kỳ thi đánh giá năng lực nè, hoặc là học phí của các trường đại học. Thì các bạn ơi, cái này các bạn có thể là vào những cái trang web mà ví dụ như những cái tin về kỳ thi đánh giá năng lực nè, hay là xét tuyển theo các nguyện vọng á, thì khi mà mình truyền tải lại những cái thông tin đó thì mình đều có trích dẫn là những cái thông tin này đang được xem tại trang web gì gì đó. Thì các bạn có thể lên thẳng ngay cái đường link của những trang web đó các bạn xem lại để cho nó cụ thể và nó rõ ràng hơn ha. Còn về cái phần học phí của các trường đại học á, thì cũng như vậy, các bạn có thể là lên trực tiếp đến cái website của trường hoặc là những cái fanpage trên Facebook của trường á, các bạn xem thì nó sẽ cụ thể và rõ ràng hơn. Ở trong đó, nói chung là các bạn cứ vào website của trường, trong cái phần học phí đào tạo đó thì trường sẽ có nêu rõ cụ thể cho các bạn là từng tín chỉ là bao nhiêu tiền, rồi sẽ tổng cộng chương trình từng cái ngành mà các bạn học sẽ phải học tất cả là bao nhiêu tín chỉ, thì các bạn xem nó sẽ cụ thể hơn. Lâm Khanh, bạn comment vào trong cái video của review về thư viện trường đại học Bách Khoa là thư viện trường mình đó, thì bạn nói là động lực để 2 ngày nữa thôi. Ok, rồi vậy là Lâm Khang cũng vừa thi đại học xong đúng không? Rồi chúc cho Lâm Khang sẽ trở thành K20 của trường đại học Bách Khoa năm nay nha. Nhi Nguyễn có comment vào trong cái video review về trường đại học kinh tế của mình, thì bạn hỏi là đây là cơ sở mấy vậy ạ? Thì Nhi Nguyễn ơi, không biết là em có xem cái video đó chưa ta? Tại vì trong cái video đại học kinh tế thì chị cũng đã nhắc là đây là cơ sở A, là cơ sở trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh của trường đại học kinh tế rồi đó. Đây là cơ sở chính của trường ha. Thì có gì em xem lại video để nó cụ thể hơn nha. Nhưng mà đây là cơ sở A nha. Bạn Thành MN có comment vào trong cái video review về ký túc xá khu A Đại học Quốc gia của mình, thì bạn có hỏi là khu B và khu A khác nhau như thế nào vậy ạ? Em không thuộc sinh viên trường Đại học Quốc gia thì sẽ ở khu nào? Rồi, thì bây giờ chị sẽ trả lời cái ý đầu tiên của bạn Thành MN nha. Thì khu A và khu B á, nó thật ra không khác nhau gì hết. Nó vẫn là, nó khu A và khu B đều là ký túc xá của Đại học Quốc gia ha. Chỉ khác nhau có một điều á, là khu B thì nó sẽ đẹp hơn khu A một tí. Tại vì khu A là xây lâu lắm rồi. Những cái khu A mà xây lâu rồi á, thì hơi cũ tí xíu ha. Trong khu A thì có hai cái khu A gọi là A mở rộng, thì nó khá là mới bởi vì mới xây gần đây. Rồi đó là khu AH và khu AG. Nếu mà các bạn muốn biết khu AH là gì, khu AG là gì, thì mời các bạn đi xem lại cái video review về ký túc xá khu A. Mình sẽ để cái link đâu đó trên đây cho các bạn xem lại ha. Thì trong video đó mình cũng đã review hết tất cả các khu trong ký túc xá khu A luôn rồi. Các bạn xem lại để có thông tin cụ thể hơn nha.
Tiếp theo là em hỏi, nếu mà em không phải là sinh viên của trường Đại học Quốc gia thì em sẽ ở khu nào? Thì theo như chị biết, nếu như mà em là sinh viên Đại học Quốc gia thì em sẽ ở khu A. Đó, năm ưu tiên năm nhất, năm hai á, em sẽ ở khu A ha. Còn nếu mà em không phải là sinh viên các trường thuộc Đại học Quốc gia, ví dụ như em là sinh viên trường Đại học Kỹ thuật hay là Đại học Ngân hàng gì đó, thì em có thể là làm đơn xin được ở ký túc xá, và hình như là em sẽ ở bên ký túc xá khu B đối với những trường không phải là không thuộc Đại học Quốc gia. Cái ký túc xá khu B á, thì nó cách ký túc xá khu A không có xa, nếu mà chúng ta đi bộ thì vẫn tới được ha, còn nếu không thì vẫn có tuyến xe buýt cho các bạn, hình như là tuyến số 53 nè, 99, 33 đều đi từ bến khu A qua, đi ngang qua ký túc xá khu B đó, thì các bạn có thể tham khảo và đến thẳng ký túc xá, chúng ta làm đơn xin ở, hoặc là mình liên hệ tới cái website của ký túc xá để mà mình đăng ký ha, lấy cái mẫu đơn đó. Bạn Bình Lê Thanh có comment vào trong video Đại học Kinh tế có hỏi là chị ơi, năm nay ngành quản trị quốc tế Đại trà thì học ở cơ sở nào vậy ạ? Thì theo chị biết, trường Đại học Kinh tế là một trong những trường khi mà các bạn sinh viên học thời khóa biểu sẽ học rải rác ở tất cả các cơ sở của trường luôn. Chị nghe review từ bạn chị là như thế. Ví dụ như em đang học ở cơ sở A nhưng mà cái tiết tiếp theo của em sẽ là ở cơ sở B hoặc là ở cơ sở E chẳng hạn, thì nói chung là em sẽ tập được cho mình một cái sự thích nghi và một cái sự năng động rất là nhiều khi mà em học ở trường Đại học Kinh tế ha, bởi vì là em phải thay đổi thường xuyên á, các cơ sở nó sẽ tập cho em cái tính năng động và cái sự lanh lẹ rất là tốt. Nói chung là câu chốt lại là sẽ học ở đa dạng các cơ sở nha em, tùy theo cái thời khóa biểu mà trường sắp cho em nữa ha, chứ không có cố định một cái cơ sở nào hết. Ok nha. Phát Huỳnh có comment vào trong video review về phòng ký túc xá chị đang ở, là phòng phía sau lưng chị đây, thì có hỏi là giá bao nhiêu một tháng vậy chị? Thì giá phòng thì sẽ là phòng chị đang ở nha, sẽ là 1,6 triệu một tháng, 1,6 triệu tiền Việt Nam mình ha, một tháng chưa bao gồm điện nước nha. Điện bạn nữa, bạn Nguyên Lê cho em hỏi năm nay học ngành kinh tế thì sẽ học cơ sở nào vậy ạ? Thì cũng tương tự giống như câu hỏi của bạn ở trên, thì cũng sẽ tùy theo cái thời khóa biểu mà trường sắp cho tụi em nha. Nói chung là sẽ học tùm lum các cơ sở luôn, tùy theo thời khóa biểu của trường. Phạm Tình Nguyên Văn có hỏi là ách ơi, cho em ở Bến Tre muốn học ngành quản trị du lịch và lữ hành thì học ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Bến Tre ạ? Em thấy phân hiệu Bến Tre mà chưa hiểu lắm ạ. À, bạn comment vào trong video trường khoa học xã hội và nhân văn của mình. Ok, thì chị sẽ trả lời em như thế này. Theo như chị á, nếu mà em có điều kiện và em nói chung là có điều kiện thì chị thấy là em học ở trên Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ok hơn, bởi vì một cái sự thay đổi môi trường mới nó sẽ làm chị em thay đổi nhiều thứ lắm. Còn thay đổi cái gì là tùy thuộc vào em nha, ý là thay đổi tốt hay xấu á. Nhưng mà theo chị thì nếu mà có điều kiện á, thì em cứ lên Thành phố Hồ Chí Minh em học ha, để cho nói chung là ở trên đây thì sẽ có nhiều cái mới hơn là ở dưới quê của tụi mình. Tại vì chị thì cũng là ở tỉnh lên thành phố học thôi, nhưng mà lên đây thì chị cảm thấy là thật sự là thay đổi chị khá là nhiều, cả về suy nghĩ và cả về nhiều thứ khác nữa. Nên là nếu có điều kiện thì chị nghĩ là sẽ học ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ ok hơn ha. Và cái comment của bạn này thì cũng có khá là nhiều bạn vào comment trả lời á, nên là có gì em tham khảo nha. Tình Nguyên Văn cũng có comment là thấy trường nhiều nữ quá, em định vào mà phân quá chị ơi. Thì đúng là trường khoa học xã hội và nhân văn đúng là nhiều nữ thật, nhưng mà bên cạnh nhiều nữ thì cũng có nhiều nam vậy đúng không? Nên là đừng phân vân gì cho em, cứ muốn thích học là cứ mời vào, không có gì phân vân hết. Trường nhiều nữ á, mà em là nam thì em càng có cơ hội thì sẽ nhanh có bạn gái thôi, chứ có gì đâu. Trong cái video Đại học Quốc tế của mình thì có chị vào comment hỏi nói là Tú chia sẻ rất bổ ích, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh có dễ xin ký túc xá không em, gia đình diện bình thường. Dạ em chào chị Như Loan nha. Dạ thì trường Đại học Kinh tế thì có ký túc xá cho sinh viên ở, và cái cách để đăng ký thì chị có thể xem lại cái video đầu tiên mà em review về trường. Thì lúc đó em có đi chung với một bạn tên là Hiệp, thì bạn đó là sinh viên của trường Đại học Kinh tế luôn. Và trong cái video thì cũng có một cái chị phụ huynh hỏi về cái cách đăng ký cũng như là những cái khả năng nào để mà có thể đậu vào ở được trong cái ký túc xá của trường, thì bạn Hiệp cũng đã chia sẻ rất là cụ thể rồi. Mà em nghĩ là cũng không có khó đâu chị ha, chị cứ yên tâm nha. Hiếu Phạm comment là chị ơi, trường có mở lớp học tiếng Anh bắt buộc cho các bạn sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh đầu vào không chị? Bạn comment vào trong video review Đại học Kinh tế của mình. Thì chị nói như thế này, chị không biết bên trường kinh tế như thế nào, nhưng mà bên trường bách khoa của chị á, là nếu là trước khi mà em vào học đúng không, thì trường sẽ tổ chức cho em một cái kỳ thi gọi là kiểm tra Anh văn đầu vào. Nó cũng sẽ tương tự như là cái kỳ thi TOEIC vậy đó, cũng sẽ là nghe và đọc
Reading and Listening. Xong rồi nếu mà em không đậu được cái kỳ thi Anh văn đầu vào đó, tức là em chưa đạt được cái số điểm nào hết, để nói chung là em chưa đạt được một cái ngưỡng điểm nào để mà xếp lớp cho em vào trong Anh văn 1 hay là 2, 3, 4, thì em sẽ thêm, em sẽ bắt đầu học Anh văn. Có nghĩa là thêm một cái môn học đó chính là Anh văn vào trong cái thời khóa biểu chính của em luôn. Thì ở đây á, nếu như mà em chưa có đậu Anh văn đầu vào thì bên trường chị em sẽ học cái lớp Anh văn đầu tiên là Anh văn 1, và chị nghĩ là bên trường kinh tế chắc cũng sẽ như vậy thôi. Bởi vì nếu mà em chưa đạt được cái Anh văn đầu vào á, thì tất nhiên là các trường cũng sẽ tổ chức những cái lớp cho tụi em học, để mà chưa đạt Anh văn đầu vào mà còn không có học nữa thì làm sao mà cuối cùng có kết quả đầu ra được, đúng không? Nên là em cứ yên tâm nhé. Bình Trương nói thật may em biết kênh của chị cảm ơn Bình Trương nha. Nguyên Lê Linh có hỏi về trong cái video khám phá thư viện của mình là chị học ở cơ sở mấy vậy ạ? Hai cơ sở có giống nhau về cơ sở vật chất không? Thì hiện tại là chị học ở cơ sở, chị đã học ở cơ sở 1 và ở cơ sở 2 luôn. Nhưng mà cái video mà quay về trường thư viện Đại học Bách Khoa đó thì chị quay ở cơ sở 1. Thì cả hai cơ sở có giống nhau về cơ sở vật chất không ạ? Nói một cách như thế này nè, cơ sở 1 là cơ sở đã xây dựng từ rất là lâu rồi, từ một năm 1900 mấy đó, nên là có nhiều khoa mà đã xây lâu rồi, ví dụ như là khoa B1, B2, em nghe cái tên thôi là em cũng đã biết rồi, là số 1, số 2 là nó đã có từ những ngày đầu của trường rồi, nên là phòng học đồ cũng khá là, cũng hơi cũ một tí, nhưng mà về những cái thiết bị để mà hỗ trợ phục vụ cho em về cái vấn đề học đó thì là được coi như là được cập nhật, được chỉnh chu rất là tốt để hỗ trợ tất cả cho cái việc học của em tốt ha. Còn về cơ sở 2 là cơ sở mới xây dựng, nên là về cơ sở vật chất tất nhiên sẽ tốt hơn, phòng học cũng sẽ đẹp hơn, quang cảnh cũng sẽ thoáng mát hơn này nọ, thậm chí là cũng có phòng sẽ có học máy lạnh luôn, và tất nhiên là cơ sở 2 sẽ xịn hơn rồi đó. Nhưng mà về sự so sánh giữa những cái máy móc thiết bị, tại vì trường Bách Khoa là thiên về kỹ thuật mà, đúng không, thì phải kể đến là máy móc thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy và học thì đều khá là ok. Thảo Trần có hỏi là ký túc xá Đại học Quốc tế ở tòa nào vậy? Thì trong video review về Đại học Quốc gia đó, khu A, chị cũng đã nói rồi á em, ở Đại học Quốc tế thì sẽ ở khu A16 nha, có nghĩa là cái khu mà phía sau cái hồ tên là Hồ Trái Tim á. Sở dĩ nó tên là Hồ Trái Tim bởi vì sao? Bởi vì tụi em coi video sẽ biết nha. Mà chị review, chị đã review rất là kỹ luôn á, nên là có nhiều comment hỏi lại những cái vấn đề trong video thì chị cũng hơi buồn một tí. Nói chung là không phải nhiều bạn, mà cũng có một vài bạn nói là những cái video của mình nó chưa có rõ ràng cụ thể lắm, thì mình cũng biết thật sự là như vậy. Bởi vì cũng có trường mình quen được những sinh viên, nhưng mà cũng có trường mình cũng không có biết nhiều. Nên là cái mục đích những cái video mình quay á, là để mình thể hiện một cách tổng quát nhất về cái khuôn viên trường, những cái lớp học, những cái chương trình học trong trường, cái quang cảnh ra làm sao, để các bạn có một cái bước hình dung cơ bản ban đầu trước. Nói chung là trước khi mà các bạn bước chân vào một ngôi trường, ví dụ như nha, khi mà các bạn chưa biết gì hết, các bạn vào trường, đôi khi các bạn không biết cái cửa đi vào là ở đâu luôn. Bởi vì có những cái trường mà đang xây dựng, hay là đặc biệt những trường ở làng đại học á, thì có những trường thậm chí là không có cổng luôn. Điển hình như là trường Đại học Bách Khoa của mình là không có cổng. Rất là nhiều người khi mà đến trường Đại học Bách Khoa đều không biết cái ngõ để đi vào nó. Nên là cái mình mong là video của mình nó sẽ mang đến một cái phần cơ bản và tổng quát nhất, để giúp các bạn hình dung một cái bước ban đầu trước khi mà các bạn bước vào trường, để các bạn có một cái tâm lý nó vững vàng hơn ha. Còn về những cái vấn đề mà nó sâu xa hơn á, thì phải để cho các bạn trải nghiệm chứ, đúng không? Khi mà các bạn vào trường, các bạn quen thầy cô, quen bạn bè rồi thì các bạn sẽ có những cái trải nghiệm đó, coi như là trải nghiệm lần đầu của các bạn thì nó sẽ thú vị hơn, đúng không? Còn mình á, là mình cung cấp cho các bạn những cái cơ bản, những cái cụ thể ban đầu trước, còn những cái bước tiếp theo là những cái bước của các bạn chứ. Ok, ý đó là chân thành thôi, để video mình tốt lên, nên là mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Bên cạnh đó thì cũng có những cái comment rất là khích lệ tinh thần của mình. Video rất bổ ích ạ nè, của bạn Trâm Nguyễn. Rồi học Bách Khoa 4 năm mà chưa lần nào vào thư viện cơ sở 1 hết. Trời ơi, rất là tiếc nha, thư viện của trường mình rất là đẹp luôn.
Nên là nếu có cơ hội thì các bạn cứ vào tham quan. Và bạn Eric Phạm thì bạn có nói là cảm ơn Tú đã thực hiện công trình này. Mình học ở Mỹ lâu rồi, giờ thấy thay đổi nhiều lắm. Dạ em cảm ơn rất là nhiều nha. Em cũng sẽ cố gắng mang đến cho các anh chị và các bạn những cái video nó gần gũi và cụ thể nhất, những cái hình ảnh chân thật nhất, để mà anh chị nào mà đã trải qua rồi á, thì có thể hồi tưởng lại những cái ký ức của thời sinh viên rất là đẹp của mình. Còn những cái bạn nào mà chưa có biết về cái cuộc sống sinh viên, về các trường đại học, thì các bạn có thể xem nó là một cái nguồn để mà tham khảo ha. Và cũng nhớ là đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha, chứ mình đi quay cũng cực lắm luôn á. Chỉ có một bạn luôn là thấy chị quay cực mà thương luôn, cảm ơn những clip hay quá ạ. Trong cái video review ký túc xá của mình thì thật sự là khi mà mình review trong cái video đó đi quay, nói chung là trong một clip các bạn xem là cỡ chừng mười mấy phút hay hai mấy phút gì đó, nhưng mà khi mà mình đi quay á là phải đi quay nguyên một ngày ở đó luôn. Và về khi mà mình edit, mình chỉnh sửa lại là chỉnh sửa, cắt bỏ rất là nhiều. Nói chung là cái video nào mình cũng để cái tâm vào trong đó cả. Và cả cái tâm về công suất quay và cái tâm về cái phần mà chỉnh sửa clip nữa. Nên là có gì các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn không có ngại share video về tường Facebook á, thì các bạn cứ share về đi nó rồi á. Còn nếu mà bạn nào ngại không có muốn chia sẻ về tường á, thì các bạn giúp đỡ mình bằng cách khác, đó chính là cái cách đăng ký kênh cho mình ha, cho kênh của mình nhanh chóng á, được phê duyệt bật kiếm tiền á mọi người, thì mình sẽ có thêm tiền để mà mình đầu tư vào những cái thiết bị nó tốt hơn. Hiện tại á, là mình quay phim bằng cái điện thoại của mình là điện thoại S10 thôi, thì nói chung là mặc dù cái dòng S10 nó cũng là một cái dòng điện thoại cao cấp, nhưng mà thật ra nó cũng chỉ là điện thoại thôi mọi người. Có những cái cảnh quay, những cái khung hình đó mà mình không thể nào gọi là làm vừa ý mình được, mà gọi là làm vừa ý các bạn được. Tại vì điện thoại với lại cái máy cơ mà quay phim á, nó là hai cái phiên bản khác nhau luôn. Tất nhiên máy cơ thì nó sẽ xịn hơn rồi, màu sắc cũng sẽ đẹp hơn, chế độ chống rung cũng sẽ tốt hơn là cái điện thoại. Nên là mình mong muốn là mình, kênh của mình sẽ được phê duyệt bật kiếm tiền một cách nhanh nhất, để mình có thêm một cái nguồn kinh phí để mình đầu tư hơn về chất lượng của những cái video của mình, để mà cung cấp cho các bạn những cái thước phim vừa vẫn giữ được cái nét chân thật và tự nhiên những cái khung cảnh tổng quát đó của các trường đại học và cuộc sống sinh viên, mà cũng mang đến cho các bạn những cái thước phim rất là đẹp để mà các bạn có thể là xem cho nó thích mắt hơn á. Tân Nguyễn có hỏi là có phòng 2 hay 1 người không chị trong video review về ký túc xá, thì chị sẽ trả lời em như thế này. Trong ký túc xá thì không có phòng 1 người và 2 người đâu, thường 1 người và 2 người. Nếu mà em muốn ở ít người thì chỉ có cái phương án là lựa chọn ở trọ thôi. Bởi vì ký túc xá, thứ nhất là cái chi phí phòng ở nó sẽ rẻ hơn nè, đúng không? Chi phí phòng ở, điện nước sẽ rẻ hơn ở ngoài. Nhưng mà đánh đổi lại, em phải ở chung với một phòng với nhiều bạn khác nhau, có thể là những người bạn đó em quen, hoặc có thể là những người bạn trước lạ sau quen đó, thì em phải chấp nhận cái vấn đề ở ký túc xá là phải ở đông. Là một cái phòng, nếu mà phòng bình thường á thì sẽ ở 6 đến 8 bạn, còn nếu mà những cái phòng dịch vụ thì em sẽ được đăng ký ở khoảng tầm 4 bạn. Nhưng mà tất nhiên là phòng dịch vụ, mình nghe đến cái tên dịch vụ là mình cũng biết được là chắc chắn cái chi phí nó sẽ không có rẻ như là những cái phòng thường được. Nên là đó, em thấy không, chi phí càng rẻ thì cái số người sẽ càng ít. Đó, trong ký túc xá là như vậy. Và nếu mà cái lượng người ít á, mà ít lắm là cũng phải là 4 người, chứ không thể nào 1 người đến 2 người được. Anh là 2 trong 3, anh có nói là A9 Bình Thuận với Tây Ninh, ký ức ùa về năm 2008-2012. Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều nha. Có những cái comment đó mình đọc vào mình cảm thấy rất là thương luôn á mọi người. Hồi xưa có một anh á comment vào trong video của mình, nói là khung cảnh giờ đã thay đổi nhiều quá, cây ở ký túc xá cũng đã cao lớn lắm rồi. Nhớ ngày xưa là giống như lúc đó hai anh chị chưa có quen nhau á, mà nhờ ở chung một ký túc xá đã quen nhau, và bây giờ đã có con thành vợ thành chồng với nhau luôn rồi. Thật sự là đọc những cái comment đó mình cảm thấy mình rất là xúc động á mọi người. Hỏi con chị đang học trường Đại học Kinh tế có ngành y không em, 2020 xét học bạ xét tuyển vậy. Thì chị ơi, Đại học Kinh tế á, là không có đào tạo ngành y á chị. Đối với ngành y thì chị có thể tham khảo là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là Đại học Nguyễn Tất Thành, hay là Phạm Ngọc Thạch, hay là trường Đại học Y Đại học Quốc gia ha. Còn trường Đại học Kinh tế chủ yếu là đào tạo về những cái khối ngành kinh tế á chị. Dạ em cảm ơn chị đã comment vào trong video em nha. Bạn Hà Vi hỏi mình là phòng chị ở mấy người và có nhà vệ sinh không ạ? Đối với phòng hồi xưa mình ở á, là 8 người, thì mỗi phòng như vậy sẽ có nhà vệ sinh riêng nha.
nhà vệ sinh trong một phòng, chứ không có phải mà nguyên một cái dãy, nguyên một cái tầng ở như vậy chỉ sử dụng một nhà vệ sinh là không có. Nhà vệ sinh là riêng mỗi phòng nha mọi người. Chị ơi, phòng ký túc xá khoảng bao nhiêu người ở vậy chị? Phòng ký túc xá thì khoảng từ, nói chung là như chị nói đó, phòng thường là 8 người, còn phòng dịch vụ là ở khoảng từ 4 người đến 6 người ha. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe những cái câu trả lời của mình nha. Và đừng quên là hãy đăng ký cho video của mình để mà giúp cho mình nhanh chóng được phê duyệt bậc kiếm tiền, để mình có thêm cái chi phí để mà đầu tư thêm về thiết bị và những cái phần mềm chỉnh sửa video cho nó hay hơn, để mà phục vụ những cái video tuyệt vời cho tất cả các bạn ha. Ok, và nếu như mà các bạn có thắc mắc gì nữa, hãy cứ comment, bình luận bên dưới video. Nhiều bạn vào inbox nhắn tin á, nhưng mà quá nhiều tin nhắn chờ á, nên là mình cũng không có trả lời được hết nữa, nên các bạn cứ comment bên dưới video đi. Có thể là những cái bạn khác sau khi vào xem video á thì thấy comment đó có thể trả lời giúp mình luôn, hoặc là lâu lâu mình lướt về những cái comment đó thì mình cũng sẽ trả lời cho các bạn ha. Hoặc là lâu lâu thì mình sẽ làm một cái video tổng quát như thế này, Q&A, để mà phục vụ cho các bạn. Ok, bây giờ thì xin cảm ơn tất cả các bạn và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Bye bye.